nhà đầu tư sản xuất xe điện tại Việt Nam. Bến xe điều hưu ngày cận Tết. Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ duy trì lãi suất cơ bản ở mức gần bằng không. Vừa rồi là một số tin tức nổi bật sẽ được giới thiệu đến quý vị trong bản tin Tài chính thị trường hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vừa qua công ty cổ phần ô tô TMT vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất những giải pháp đồng bộ mời gọi các nhà đầu tư lớn trên thế giới đến đầu tư sản xuất xe điện tại Việt Nam, tiến tới xuất khẩu trong vòng 5 năm tới. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Công Thương gặp gỡ trao đổi về các đề xuất kiến nghị của công ty cổ phần ô tô TMT để có giải pháp đồng bộ phát triển ngành xe điện, đồng thời thu hút các nhà đầu tư lớn trên thế giới đến đầu tư sản xuất xe điện tại Việt Nam, tiến tới xuất khẩu trong 5 năm tới, tham mưu Thủ tướng Chính phủ các giải pháp phù hợp trong chỉ đạo điều hành. Thưa quý vị và các bạn, dịp cận Tết Nguyên đán năm nay dù đã có hướng dẫn chỉ đạo từ Chính phủ về việc tạo thuận lợi cho bà con về quê ăn Tết, nhưng tại một số địa phương quy định phòng chống dịch vẫn còn khắt khe nên người dân cũng khá thận trọng trong việc di chuyển và đi lại. Điều này khiến cho lượng người trên mỗi chuyến xe khách chỉ đạt 50% số ghế trên xe. Khách vắng, một số nhà xe đã quyết định nghỉ sớm để tránh thua lỗ. Có thể là đi hôm nay hoặc ngày mai đó là mình cũng nghỉ thôi, cũng không xe đi nữa, không có khách. Nói chung đi về ngày nào cũng bù nỗ, không ăn thua gì. Tiếp tục là cụm tin vắn về giá cả một số mặt hàng. Những ngày này, các làng hoa truyền thống ở thành phố Đà Lạt như là làng hoa Cúc, Thái Phiên, Vạn Thành, Hà Đông, Xuân Thành luôn tất bật từ sáng sớm đến tận khuya. Đang vào cao điểm thu hoạch, các nhà vườn tranh thủ từng giờ cắt hoa, đóng thùng cho kịp các chuyến xe chở hoa Đà Lạt đi ra Bắc vào Nam. Giá thành cúc cành các loại từ ngày 26 tháng 1 lên 43.000 đồng một bó 10 cành, hoa cúc chùm cũng sắp xỉ 30.000 đồng một bó 5 cành. Mức giá này cao gấp đôi so với vụ hoa Tết năm 2021. Để phục vụ cho thị trường hoa Tết năm nay, người dân tỉnh Lâm Đồng gieo trồng gần 3.700 ha các loại, sản lượng gần 1,4 tỷ cành, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2021. Vào những ngày cuối tháng Chạp, bà con nông dân Lục Ngạn, Bắc Giang đang vào vụ thu hoạch cam, bưởi phục vụ Tết Nguyên đán. Toàn huyện Lục Ngạn có 6.740 ha cam bưởi với các giống cam ngọt, cam lồng vàng, bưởi ngọt, bưởi diễn. Dự kiến sản lượng năm nay đạt hơn 60.000 tấn, đang cho thu hoạch và tiêu thụ thuận lợi. Ước tính giá trị sản xuất từ cây cam, cây bưởi đạt 1.700 tỷ đồng. Năm nay các làng mai vắng khách mua hơn hẳn so với mọi năm. Những tưởng người trồng mai vàng Bình Định sẽ thất thu, tuy nhiên chỉ trong vòng 2 tuần qua, không khí tại các làng mai sôi động và nhộn nhịp trở lại. Doanh thu từ cây mai vàng truyền thống của tỉnh Bình Định năm nay đạt kỷ lục, lên tới trên 125 tỷ đồng, tập trung cho các vùng trồng mai vàng trọng điểm của thị xã như là Nhân An, Nhân Phong, Nhân Hậu, Nhân Mỹ. Trong khi đó, những vườn mai bonsai cũng rất hút khách. Dòng mai bonsai mini rất kén khách chơi nhưng có giá trị cao hơn mai dáng trực truyền thống. Người chơi mai gần đây chú trọng vào dòng mai này vì nhỏ gọn, dễ vận chuyển và dễ chăm sóc. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh sự mất cân bằng cung cầu liên quan đến đại dịch COVID-19 và sự mở cửa trở lại của nền kinh tế, góp phần làm tăng mức độ lạm phát, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ đã quyết định duy trì lãi suất cơ bản ở mức gần bằng không. Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang, các chỉ số về hoạt động kinh tế và việc làm ở Mỹ hiện tiếp tục được củng cố. Những lĩnh vực chịu ảnh hưởng bất lợi nhất bởi dịch COVID-19 dù đã được cải thiện trong những tháng gần đây, song đang đối mặt với các đợt dịch mới. Ngân hàng Dự trữ Liên bang cũng cho rằng triển vọng kinh tế Mỹ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến đại dịch COVID-19. Những tiến bộ về tiêm chủng và nới lỏng hạn chế nguồn cung dự kiến sẽ hỗ trợ hoạt động kinh tế và việc làm cũng như là giảm lạm phát. Để đạt mục tiêu duy trì tỷ lệ việc làm hiện nay và mức lạm phát tối đa ở mức 2% trong dài hạn, Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã quyết định giữ phạm vi lãi suất cơ bản ở mức từ 0 đến 0,25%. Chính phủ Đức đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2022 khi số ca mắc COVID-19 tại nước này tăng vọt do sự lây lan mạnh của biến thể Omicron, qua đó kìm hãm đà phục hồi của nền kinh tế đầu tàu châu Âu. Bộ Kinh tế Đức cho rằng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này sẽ đạt mức 3,6% trong năm nay, giảm so với dự báo 4,1% đưa ra trước đó. Trong giai đoạn đầu năm, kinh tế Đức vẫn sẽ diễn biến ảm đạm do ảnh hưởng của đại dịch. Tuy nhiên, sự phục hồi của cường quốc công nghiệp châu Âu sẽ tăng lên một cách đáng chú ý khi sự lây nhiễm COVID-19 chững lại và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu được cải thiện trong năm nay.
Đức, quốc gia có nền kinh tế định hướng xuất khẩu đặc biệt dễ bị tổn thương trước sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng toàn cầu và tình trạng thiếu nguyên liệu thô do đại dịch gây ra. Ngành công nghiệp ô tô vốn được xem là trụ cột của nền kinh tế Đức bị ảnh hưởng nặng nề nhất do thiếu chip bán dẫn. Theo dữ liệu chính thức công bố đầu tháng này, tăng trưởng GDP của Đức chỉ đạt 2,7% vào năm 2021, thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng trưởng trung bình của Liên minh châu Âu EU là khoảng 5%. Thưa quý vị và các bạn, giá hàng hóa thiết yếu đang tăng vọt tại hầu hết các quốc gia, kể cả tại Nhật Bản, quốc gia từng đau đầu với nạn giảm phát suốt 15 năm. Mới đây, món snack được người dân Nhật Bản yêu thích đã lần đầu tiên tăng giá kể từ khi ra đời cách đây 43 năm. Bánh snack vị ngô quốc dân Chumaipo được định giá 10 yên kể từ khi ra mắt vào năm 1979. Sau 43 năm, tập đoàn sản xuất Jokin đã quyết định sẽ tăng giá thêm 2 yên lên 12 yên từ tháng 4 tới do chi phí sản xuất tăng cao. Nhiều khách hàng tỏ ra bất ngờ trước thông tin này. Tôi rất bất ngờ. Chumaipo chưa bao giờ tăng giá, tăng thêm 2 yên là rất nhiều. Bất luận giá cả đang tăng mạnh ở các thị trường phương Tây, các công ty Nhật Bản cho đến nay vẫn cố gắng không tăng giá trên diện rộng vì sợ mất khách hàng. Thay vào đó, các nhà sản xuất thu nhỏ kích thước sản phẩm. Chúng tôi không thể làm gì hơn, từ phía nhà sản xuất họ đã không thể đảm bảo lợi nhuận nếu không tăng giá. Vì tăng giá cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ trong tương lai. Snack Chumaipo có 15 hương vị, súp ngô kem là hương vị bán chạy nhất. Với mức giá rẻ đã khiến cho Chumaipo trở thành món ăn vặt quốc dân tại Nhật Bản với lượng bán ra mỗi năm là khoảng 700 triệu chiếc bánh. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.